Hôm nay thì mẹ Mai chia sẻ cho các mẹ một cái gọi là nỗi đau của rất là nhiều các mẹ, do là không có kiến thức và cũng không tìm hiểu và cũng không theo dõi cơ thể của mình theo các cái chỉ định của bác sĩ, nên dẫn tới một cái hậu quả là phải trải qua hai cơn đau. Cơn đau thứ nhất đấy là cái cơn đau mà gọi là chuyển dạ bình thường của cái việc mà dự kiến là sinh thường. Thế thì cơn đau thứ hai đấy là cái cơn đau mà phải đẻ mổ. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta chọn là đẻ mổ đi, ngày mai mẹ Mai mổ thì mình sẽ ấn định trước cái lịch đó và mình không có cơn đau, và đẻ mổ là nó đẻ chỉ huy thôi mà chúng ta đã có kế hoạch từ trước, thì chỉ có một cơn đau, đấy là cơn đau mổ và sau hậu phẫu. Thế còn những mẹ mà xác định là đẻ thường thì lẽ ra là chỉ đau cái cơn đau và đẻ em bé xong là hết luôn, không còn đau nữa, đúng không ạ? Một chút đau dạ con thôi. Thế nhưng mà có những mẹ thì không kiểm soát được cơ thể của mình, không biết lúc nào thì ví dụ như là em bé thúc liên tục, một ngày có rất nhiều cơn co nhưng nghĩ là mình chưa đẻ đâu, ung dung ở nhà hay là ở rất xa bệnh viện chẳng hạn, hay đi làm, và cuối cùng thì có những mẹ thậm chí còn đẻ rơi trên đường không kịp trở tay ạ, và phải đẻ cấp cứu. Và khi đẻ cấp cứu như vậy thì vỡ ối rồi và em bé phải cứu rất là nhanh, do đấy bác sĩ phải chỉ định là mổ. Lúc đấy hai cái cơn đau đấy chập lại thì vừa nguy hiểm cho tính mạng của mẹ, có những mẹ đã tử vong cơ. Mình biết rất nhiều cái trường hợp như vậy vì không kịp cứu mà. Và cũng có những mẹ thì trải qua hai cái cơn đau như vậy thì đấy là một cái mà gọi là nhớ đời. Và đấy cũng là một cái bài học dành cho chúng ta khi mà mang thai, chúng ta phải có kiến thức. Bác sĩ luôn luôn dặn rằng là phải lắng nghe cơ thể mình, cái cảm giác, tức là mình đo được mà một ngày em bé đạp nhiều hay đạp ít, bác sĩ có hướng dẫn. Thì các mẹ cứ lưu ý như vậy thì chúng ta cũng sẽ giảm tránh được những cái rủi ro trong cái quá trình mà mình mang thai. Thế còn quan điểm của mình là sinh thường hay sinh mổ thì mình cũng đã đều gọi là 50-50, hai cái cảm giác thì nó khá là cân bằng. Thì mình thấy rằng là điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho mình một cái tâm thế tốt. Nếu mà mình sinh thường thì mình cũng thấy đấy là một cái điều rất là may mắn, sữa có thể về cũng rất nhanh này, vết đau cũng lành rất nhanh. Nếu mà sinh mổ thì mình cũng thấy là lúc đầu mình rất sướng, mình không đau đâu, sau hậu phẫu thì mình đau một chút thôi, và với công nghệ giảm đau thì mình cũng sẽ vẫn được trấn an tinh thần. Và quan trọng nhất là cái lúc mà đẻ thì mình tỉnh táo để ôm con ra kề ra, rồi là có những cái cảm giác khoảnh khắc đầu đời rất là đẹp với con, lúc đấy hoàn toàn mình tỉnh táo và không đau đớn gì. Thì với mỗi một cái sự lựa chọn thì các mẹ sẽ thấy là tóm lại là hành trình sinh con vẫn là một cái hành trình rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Các mẹ cố lên.